Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng, tấn tài tấn lộc, thì một ngày phát triển rực rỡ. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục trong chuyên mục báo giá cái dòng xe tải cũ. Mình có một siêu phẩm rắc 6 tấn rưỡi thùng nhà 6 mét 2 phiên bản thùng mua bạc, mở tổng cộng có 7 bửng, 6 bửng bên hông và một bửng phía sau. Đầu cabin dương hầm hố, có một cái giường nằm nhỏ nhỏ phía sau. Đó, sử dụng phanh hơi, có chế độ lốc kê, rất là tuyệt vời, rất là an toàn. Đời cao, thùng dài 2 mét, thùng dài 6 mét 2, chiều ngang là 2 mét mốt 40, chiều cao là 2 mét 4, 2 mét mốt nha anh em, chiều cao là 2 mét mốt, chiều cao của cái bửng là 1,750 mm, ngang là 2 mét mốt 50, cao là 2 mét mốt, thùng dài 6 mét 2, ghế một da 3 chỗ ngồi. Có cái giường nằm nhỏ nhỏ, cabin rộng rãi, rất là đẹp, vô lăng chịu lực nhẹ nhàng. Xe đi được khoảng 68.000 km, gần 69.000, nói chung là 69.000 anh em. Đó, ghế 6 số tiến 1 số lùi, cabin rộng rãi, máy lạnh đầy đủ, kính chiếu điện qua cửa trung tâm, vô lăng chịu lực nhẹ nhàng, rất là rộng rãi, cabin rất là rộng rãi và rất là hầm hố. Dòng dắt 6 tấn rưỡi thùng nhà 6 mét 2 đời 2020, niên hạn sử dụng đến 145, đề cao thùng mưa bạc nha anh em, rất là xịn, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt, cabin zin đó, có cái bình khí thải euro, xử lý euro anh em, rất là thiết chặt tiêu chuẩn khí thải euro 5, rất là an toàn thân thiện với môi trường. Đó, phanh lốp kê này, vỏ lốp ga cũng còn khoảng 80% anh em, sắt xi bao dày bao cứng, thùng tiêu chuẩn thôi, sàn sắt thôi nha anh em. Đó, mở tổng cộng có 7 bửng, 6 bửng bên hông và bửng phía sau. Như anh em thích cái mẫu xe tải rắc xịn sò như này, cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến xem xe trải nghiệm mà lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có xin trong đó về phục vụ mục đích kinh doanh tại chuyên hóa của anh em quý hàng các bạn. Siêu phẩm rắc 6 tấn rưỡi đời 2020 nha anh em, khối lượng toàn bộ là 11,3 tấn, khối lượng bánh thăng là 46 tấn nha anh em, khối lượng giấy phép chân hóa là 6 tấn rưỡi, sàn sắt rất là phẳng lì như thế này, được cái bửng ngoài bằng inox thôi, lớp trong lớp lên kẽm, trụ bằng sắt, khung xương nó bằng sắt anh em, khung kèo mua bạc, thùng rất là chắc chắn nha, rất là bền luôn, thùng nhìn rất là hầm mố, rất là to. Đường kính mâm là 16 inch, vỏ 8.25, nói chung là một chiếc xe cảm thấy rất là tuyệt vời cho anh em quý hàng có suy nghĩ đầu tư. Đó, cái bình hơi của nó bằng hợp kim nhôm, rất là sáng bóng và rất là chống nghỉ chống sát, rất là tốt, rất là tuyệt vời luôn. Cabin rộng rãi thoải mái nè. Đó, nếu anh quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể xin nó về phục vụ đích kinh doanh mà đã bằng chuyển hóa của anh em quý hàng các bạn. Siêu phẩm rắc 6 tấn rưỡi đời 2020, thùng kèo mũ bạc, đầu cabin đứng hầm hố. Nếu anh quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe trải nghiệm và lái thử. Động cơ dung tích xy lanh của khối động cơ là 3.9 lít, công suất đạt 125 kW, từng tua 2006, máy dầu, máy lớn, máy khỏe, máy này của Đức nha, máy này công nghệ của Đức nè, chạy rất là khỏe luôn. Đó, máy rất là to, rất là hầm hố, rất là đẹp. Cảm ơn anh em quý hàng của các bạn đã video báo giá của mình. Xin chào tất cả anh em quý hàng của các bạn trong những video báo giá mình cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào các bạn.